Nếu các bạn muốn vẽ được chân dung thì chắc chắn các bạn không thể bỏ qua được cái mẫu này. Let's go. Đầu tiên thì trước khi vẽ chân dung thì chúng ta cần vẽ được cái mặt nạ như sau, và các bạn cần xác định cái phần dựng hình trước. Để vẽ được cái phần này thì đương nhiên chúng ta cần phải áp dụng quy trình dựng hình bài bản và đúng. Từ các cái phần quy trình dựng hình này thì chúng ta sẽ đi tiếp các cái phần bước như là làm chi tiết cho các cấu trúc và phần khối. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi quy trình phân mảng cơ bản để chúng ta có thể tách được ánh sáng, cấu trúc của nó, khối của nó và đặc biệt là các cái đặc điểm chi tiết ở trên phần khuôn mặt. Đây là những quy trình bài bản và cơ bản nhất để các bạn có thể làm tốt được khi chúng ta vẽ một phần khuôn mặt chân dung. Và hãy lưu ý rằng là các bạn có thể ủng hộ kênh và subscribe để chúng ta có thể xem tiếp các cái video tiếp theo. Và dưới đây là quy trình phần dựng hình phân mảng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.